Anh ơi, có một bạn hỏi là tại thời điểm hiện tại thì có nên đầu tư bất động sản hay không? Đối với anh thì thời điểm nào cũng nên đầu tư bất động sản, nếu mà mua được giá tốt. Và nguyên tắc của anh là mua được giá là phải thắng được ngay khi mua chẳng hạn. Đấy, tức là mua được giá tốt hơn thị trường, tức là thắng rồi, đúng không? Thì có những cơ hội như thế thì nên mua. Còn thời điểm đối với anh là kinh doanh thì nó là kinh doanh, là chúng ta phải kinh doanh theo kiểu cái kinh doanh ngược. Tức là gì ạ? Khi mà mọi người đều đi mua thì mình phải là người nên bán. Đấy, còn khi mà cả xã hội cần bán thì mình phải là người đi mua chứ. Thời điểm này là thời điểm mà anh thấy không, anh tích lũy rất là nhiều tài sản. Tại vì anh mua được cái giá tốt mà ngày xưa anh không thể mua được. Ngày xưa 30 tỷ nhưng bây giờ thậm chí anh còn mua được 20 tỷ. Mà giá cả khu vực đấy nó vẫn định hình là 30 tỷ cơ mà. Chẳng qua là ông ấy đang cần tiền, ông ấy bán gấp quá, mình có tiền mặt thì mình mua. Vì thời điểm này là tiền là vua mà. Đấy, thì là trả lời câu hỏi của các bạn là thời điểm này có nên mua bất động sản không, thì với mình thời điểm nào cũng có thể mua bất động sản được. Tại vì Việt Nam các bạn tính mà xem, bao nhiêu người giàu lên từ bất động sản, và bất động sản vẫn là cái nơi cất giữ tài sản và nhân tài sản nhanh nhất. Và với Việt Nam mình 20-30 năm sau thì nó vẫn là thế thôi. Còn các bạn đầu tư sang các kênh khác có thể giàu nhanh hơn nhưng có thể mất nhanh hơn. Chứng khoán một ngày có thể được 5-10%, nhưng mà trong một ngày các bạn cũng có thể mất 50%, mà chúng ta không nắm được cái gì cả. Đấy, coi thì cũng thế, đúng không? Cuộc chơi không phải dành cho mình, nhưng bất động sản thì chúng ta có thể dùng tri thức chúng ta, và quan trọng nhất là cái pháp lý chúng ta nắm vào nó. Đấy, cái sổ đỏ là cất két. Vì anh làm bất động sản thì tất nhiên là anh phải biết thế mạnh của bất động sản là cái gì. Thì anh mới tư vấn được. Đầu tư bất động sản nó đơn giản thôi, là mà nó là an toàn, rất khó mất vốn các bạn em ạ. Nếu mà chúng ta không vay, chúng ta không bị đòn bẩy tài chính, chúng ta không bị áp lực tài chính, thì bất động sản nào, em nhớ một câu là bất động sản nào nó cũng sẽ lãi nếu mà giữ đủ lâu. Đấy, nếu mà khách hàng nhà đầu tư cứ kiên định làm thì chắc chắn là mọi người sẽ trở nên đều là thịnh vượng trong bất động sản.